Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với công tác 2019 cùng AZ Audio. Thì hiện tại bây giờ mình đang ở gian hàng của Leopold nè, Voltage Gear và Mixtel. Thì ở đây mình có anh Phong tới từ Việt Nam, nhà phân phối phím cơ lớn nhất Việt Nam này. Đó. Mình giỡn chút thôi, thì anh Phong là tới từ nhà phân phối Bách Phong, chuyên phân phối những cái sản phẩm của cái gian hàng bên đây nè. Thì hôm nay mình cũng nhờ anh Phong giới thiệu dùm cho mình một số cái sản phẩm từ Mixtel. Thì ở đây thì mình có một cái bàn phím Mixtel MD770 này. Đó, các bạn thấy này, cái bàn phím, nếu mà các bạn đã từng thấy cái bàn phím mà nó trẻ năm đôi rồi á, thì ở Việt Nam đã từng bán rồi nha. Nhưng mà hồi xưa đó là layout 60%, còn bây giờ chiếc MD770 này á, nó là layout 75% và chặt đôi ra. Thì ngoài cái layout chặt đôi ra vậy thì cái bàn phím còn có gì đặc biệt không? Anh Phong có thể chia sẻ một chút nữa. Đây là cái bản nâng cấp của bản 60%, nó là 75%, nó có thêm phím arrow và một số nút function. Cái thứ hai nữa, nó là có chức năng Bluetooth. Bình thường á, thì mình phải cắm một lần 3 giây là cái thứ nhất. Khi mà bản 60% á, em cắm bên trái thì chỉ xài không bên trái không á, thì xài được, mà bên phải xài không được. Còn cái bản nâng cấp mới nó xài tới 3 con chip trong cái bàn phím luôn. Chip thứ nhất là chip trái và cái thứ hai chip phải, em cắm bên nào xài cũng được hết. Và cái thứ ba nữa là chức năng Bluetooth, như em thấy, nó Bluetooth và hỗ trợ cả Mac OS. Ok. Đó. Tức là cái bàn phím này sẽ kết nối với cái máy tính bằng Bluetooth luôn. Đúng rồi. Tức là mình kết nối cùng lúc hai cái vô là mình xài như một con phím bình thường. Đúng rồi, không cần dây luôn. Không cần dây luôn. Ok. Oh, tuyệt vời. Thay vì bình thường mà trước á mình cắm bên phải mình muốn xài bên phải không? Thì không được. Phải cắm bên trái nối bên phải mới xài được. Còn bây giờ cắm bên trái xài vẫn được và cắm bên phải xài cũng được luôn. Ok. Đó là bạn. Hay quá các bạn. Thay vì hồi xưa là dây nó từ từ như này, đó dây phải cắm tùm lum dây này đó, thì bây giờ các bạn có thể chỉ cần kết nối không dây Bluetooth, hỗ trợ cả Win và Mac luôn nha, các bạn kết nối vô là xài như một phím bình thường mà tách rời ra vẫn xài được chung với nhau, rất là thoải mái. Rồi, ok, thank you, cảm ơn anh. Tiếp theo thì có một cái sản phẩm cũng khá là đặc biệt, thì mình cũng nhờ anh Phong giới thiệu tiếp cho mình ha. Ở đây mình có một cái bàn phím đây, như các bạn có thể thấy, đây là chiếc đây là chiếc Leopold FC660BT, bản FC660 mới nhất hiện tại bây giờ nha các bạn. Thì thay vì sử dụng switch Cherry truyền thống hoặc là switch tấp rì như truyền thống á, thì chiếc FC660BT này là sử dụng một cái loại switch được thiết kế riêng cho Leopold luôn. Và mình sẽ nhờ anh Phong giới thiệu sơ cho các bạn về chiếc bàn phím này ha. Xin mời anh Phong. Lại gần xíu không? Xin giới thiệu các bạn, đây là phím mới của Leopold. Bình thường các bạn thấy á, phím tấp rì á, thì cái cấu trúc của nó là mạch, lò xo, điểm cao su và tới housing, tới cái plug. Thì cái thiết kế mới của thằng Leopold á, nó là mạch, xong rồi tới cái housing, xong tới đầu nhấn, và cái lò xo nó nằm ở dưới cái lớp keycap. Và cái thứ hai nữa, nó xài plugger là dấu cộng, tức nghĩa là mình có thể xài được keycap của thằng Cherry luôn. Nó rất là tiện lợi. Và cái thứ ba nữa, cái này là làm hoàn toàn ở Nhật Bản. Tức là toàn bộ bàn phím làm Nhật Bản. Đúng rồi. Touch feeling là y chang là tấp rì hết, không khác gì luôn, nhưng mà giá thành rất là ok. Bình thường bàn phím tấp rì em có thể mua vào khoảng 5.6 triệu một cái nếu ở thị trường Việt Nam, nhưng mà cái này có thể nửa giá khoảng 3 triệu mấy 4 triệu thôi. Rẻ gì luôn. Đúng rồi. Keycap vẫn y nguyên, keycap bình thường của tấp rì á là xài BBT double shot. Đúng không? Cherry nó xài, thì bây giờ đai sub luôn, đai sub là keycap làm ở Nhật Bản luôn. Nó y chang thằng tấp rì không khác gì hết. Để hồi anh lấy cho em một cái bàn phím của 660C và cái 660BT, em phải thử cái lực nhấn của nó như thế nào. Thì cái bất lợi của thằng này, cái bản phiên bản đầu tiên á, là nó chỉ có một lực nhấn duy nhất là 45g. Không có chọn 50g mà 30g như tấp rì. Lực nhấn đầu tiên của nó là 45g. Và cái hay của thằng Leopold á, khi mà cái lò xo nó nằm ở dưới như này nè, thì nó thứ nhất là có bị chuyện gì ít khi nào hư. Tại vì khi mà lò xo mình xài lâu ngày sẽ bị sét nằm ở dưới, thì nó nằm ở trên thì mình có thể thay lò xo. Và khi mình mua phím mới kèm theo được tặng thêm những 10 cái lò xo cho một cái con phím. Ok các bạn. Như các bạn khi nên các bạn thấy này, bởi vì cái lò xo nằm ở ngoài này cho nên các bạn sẽ dễ dàng thay thế hơn. Và đúng là nằm ở ngoài vậy thì nó cũng dễ mất hơn, cho nên là khi mà mua con phím thì Leopold đã cho các bạn thêm 10 cái lò xo nữa để các bạn có thể sử dụng chung với con phím này, lỡ mà lâu khi mình có lạc mất một cái thì gắn vô lại thôi. Cái thiết kế em thấy rất là lạ nha, lò xo nằm ngoài, lần đầu tiên em thấy một con phím mà có lò xo nằm rời ngoài phím luôn á. Ok. Rồi, ok, còn đây là mã mới. Leopold FC750R màu mới, và như thấy là có BT này, Bluetooth. Wow, vừa màu mới vừa Bluetooth luôn. Có LED không anh? Không có LED. Cái này nó là cái màu tím dạ quang nên khi mình nhìn á là mình cảm thấy giống nhìn từ xa giống như nó có LED. Thật ra nó không có LED. Đó. Đây rất là hay các bạn, giống như là mình đang nhìn cái bàn phím LED trắng vậy, mặc dù nó là cái màu tím nha. Đúng rồi. Mà có ánh sáng chiếu vô là nó dạ quang lên, nó y chang như là một cái bàn phím có LED trắng vậy, nhìn rất là hay. Phím cũng rất là nhẹ nữa. Cái này mình xài pin rời anh.
Đúng rồi, xài pin rời hoặc xài dây cũng được. À, tức là khi mà các bạn muốn xài Bluetooth thì bạn gắn pin vô, còn không thì các bạn cắm dây vô xài đúng như rồi. Bình thường. Hoặc lấy thể mình cắm dây để lấy nguồn, mình kết nối cái bàn phím với lại cái điện thoại vẫn được. À. Ok. À, tức là mình xài chung với điện thoại được luôn. Đúng rồi. Tức là có thiết bị có Bluetooth là mình xài được hết. Đúng. Ok. Và nó có 3 size, 750R, 900R và 980M. Ok. Nó là 3 size. Đây các bạn, giống như những cái phiên bản trước của Leopold á thì vẫn có đầy đủ 3 size, size tên kia lẹt này, size full size và size 980 này. Ngoài ra thì còn cái 660M nữa này. Cái này cũng Bluetooth luôn hả? Đúng rồi. Rồi ok, vậy là tất cả những cái bàn phím của Leopold từ xưa tới giờ là đều được nâng cấp lên phiên bản Bluetooth hết rồi này các bạn. Những cái bàn phím của Leopold vốn đã bán rất là chạy trên thị trường rồi mà nay mà có thêm Bluetooth nữa là gần như là killer luôn á. À, con có một cái em thắc mắc đó là cái giá của sản phẩm này thì nó có cao hơn nhiều so với những sản phẩm nếu mà Bluetooth thì nó sẽ chênh lệch nhau tầm khoảng 150 tới 200 ngàn tiền Việt Nam của mình. Chênh với giá bản thường nè. Đúng rồi. Cho. Wow. Như vậy là các bạn thay vì phải lựa chọn giữa cái mức giá này và mức giá khác thì các bạn chỉ cần lựa chọn là các bạn thích không dây hay không thôi. Chênh nhau không gần như là không đáng kể. Rất là tuyệt vời. Thì có một thắc mắc nữa là những cái sản phẩm này thì khoảng khi nào sẽ có bán ở Việt Nam ta? Những sản phẩm nãy giờ anh giới thiệu em. Theo lộ trình thì tháng 9 hoặc là tháng 10 ở thị trường Việt Nam mình sẽ có. À ok, vậy thì khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 là chúng ta có thể được trên tay những cái bàn phím này rồi. Không biết là anh Phong còn sản phẩm nào muốn giới thiệu cho em không ta? Sản phẩm OEM Profile. À ok. Xin mời cameraman theo mình. Bình thường á, Leopold là sử dụng một cái layout riêng của Leopold. Đây là cái OEM Profile. Tức nghĩa là nó như bàn phím AKBC, bàn phím Lucky hay bất kể bàn phím nào kể cả Finco. Nó là OEM Profile, cái cấp cao. Thì đối với những các bạn lựa chọn hồi xưa nó là Leopold phím thấp quá bấm không quen, thì hôm nay Leopold ra mắt phiên bản OEM Profile cho mình chọn. Tức nghĩa là có thể chọn key cấp thấp hoặc có thể chọn key cấp bình thường. Chất liệu thì như cũ, vẫn là BBT Double Shot, dày 5mm. À, như các bạn có thấy là Leopold vốn trước giờ thì gần như không thay đổi gì thiết kế đó. Nhưng mà cái năm nay nè, Leopold thay đổi rất là nhiều. Nãy thì thêm Bluetooth, bây giờ thêm cái OEM Profile nữa. Thì cái profile từ xưa đến giờ của Leopold các bạn hay quen gọi là low profile á. Thực ra nó cũng không có chuẩn lắm nhưng mà ok nó các bạn cũng có thể gọi như vậy bởi vì cái keycap nó thấp hơn. Cái độ cao keycap này nó thấp hơn so với bình thường. Thì bây giờ có nhiều bạn kêu là cái đó bấm nó không quen, nhìn nó sao bấm nó nông quá, thì bây giờ Leopold nó ra một cái phiên bản sử dụng keycap OEM profile, tức là giống như những cái bàn phím như là IKBC rồi Philco rồi đó không anh? À, đó kiểu đúng giống như IKBC, Ducky, Philco rồi đó. Thì tạo cho mình cũng cảm giác là quen thuộc hơn khi mà mình sử dụng những cái bàn phím khác mình chuyển qua Leopold. Rồi, ok. Là tất cả rồi, đúng không? Ok, như vậy là gian hàng Leopold là mình có tất cả những sản phẩm mới là anh Phong đã giới thiệu với mình rồi đó. Thì hy vọng là ít bữa những sản phẩm này có mặt tại Việt Nam thì mình sẽ được phỏng vấn anh Phong thêm một lần nữa để giới thiệu chi tiết hơn về những chiếc bàn phím này với các bạn. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào.